Chào tất cả mọi người, thì trong tuần vừa rồi, không phải nói cả cả tháng vừa qua ấy, thì mình đã không có review chuyện và hay là một vài cuốn gì đó nổi bật ở trong bản tiếng Việt cho mọi người. Thì hôm nay nguyên cái tuần vừa rồi ấy, thì đây là những cái cuốn mà mình đã mua mọi người ạ. Thì ở đây thì mình đặc sắc nhất đấy thì mình nghĩ là hai cuốn này, mình sẽ review hai cái cuốn này cho mọi người. Còn mình nghĩ là mấy cuốn này bản thường các thứ thì chắc cũng không có gì nên là thôi thì mọi người ạ. Nguyên cả tháng vừa rồi mình chỉ mua có đúng 3-5 cuốn này thôi mọi người ạ. Rồi bây giờ mình sẽ review hai cuốn này cho mọi người trước nhé. Chắc là mình sẽ nói qua cái chú thuật này trước đi. Cái chú thuật này ấy, thì mọi người xem stream của mình, mọi người cũng đã biết rồi, thì mình có nói là được tặng, thì cũng mọi người cũng đã bàn luận về cái phần quà này rồi. Nhưng mà mình không nghĩ là nó bé đến nhất như thế này luôn đó mọi người. Nó còn bé hơn cái mức tưởng tượng của mình. Mới đầu mình tưởng là nó khá là to, khoảng 1/4 cuốn truyện gì đấy. Nhưng mà cái này mình nghĩ là chắc chưa được mọi người. Và đầu tư hẳn một cái hộp giấy như thế này luôn đó mọi người. Mọi người nhìn xem này, nó dày cực kỳ luôn đó. Và nó chỉ được mức cái này thôi. Ok, là một cái bìa PPC của hình Moyo đó mọi người. Còn cuốn Oshimoko tập 3 này thì được ra mắt từ hôm 9/11 đến hôm nay mình mới có trên tay để review cho mọi người. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là đáp phần 30.000 nó có đáng hay không nhá. Vậy thì chắc là trước khi review thì chúng ta không để quên được cái công đoạn đó chính là bóc siêu mọi người nhỉ. Ok, siêu được. Siêu cuốn này mình thấy đóng khá là tốt nha. Nhưng mà để mình bóc đã. Như mọi người có thể thấy thì cái hộp giấy nó đang rất là to mọi người. Mới đầu mình tưởng cái hộp kia nó có cái giấy bóng kính bảo vệ trước hộp cơ, nhưng mà nó không có mọi người ạ. Với chiếc bìa lần này thì mọi người sẽ gói chung là thì mọi người sẽ được thêm một phiên bản nữa là phiên bản PVC của bìa. Thì đây chính là cái bìa gọi là bình thường đó, bản bình thường đó mọi người. Còn đây sẽ là cái bản bìa nó được mọi người sẽ được tặng kèm khi mua bản Special này Edition. Và những bản khác thì mọi người sẽ không được. Với Limited thì mọi người sẽ được thêm một cái bìa carat thôi mọi người ạ. Chắc là mình sẽ unbox cái hộp này ra mọi người ạ. Mọi người có thể thấy nó bé nhưng nó gần bằng cái ngón tay của mình luôn á mọi người. Và cái phần này nó không có cái lớp bảo vệ mọi người ạ. Đó, nó chỉ như vậy thôi. Rồi, cái hộp như này thôi mọi người. Cái tí luôn. Để nói về chất giấy đi. Nếu mà mọi người đã từng đi in, gọi là in ở ngoài nhà in mà in màu ấy mọi người ạ. Thì cái tờ này mình nghĩ là không khác gì cái tờ đấy, tờ mọi người đi in màu ở ngoài ấy mọi người ạ. Nói sao nhỉ? Nó mỏng lắm mọi người. Mọi người có thể thấy không? Nó mỏng cực kỳ luôn á. Nhưng nếu mà mọi người để ngang mọi người sẽ rất ít khi mọi người có thể nhìn thấy nó luôn á. Và cái này nó được trắng gọi là cán để cho mọi người sờ nó không bị ấy rồi. Nó gọi là bị xít tay rồi. Đó, tổng cộng mọi người sẽ có được 13 cái. Ủa nhưng mà sao hai cái này lại double vậy? Là sao vậy? 2 4 6 8 10 12. Ủa, vậy là mình được 14 cái à? Vậy là mình bị double cái này luôn á mọi người. Coi như kiểu kim nó khuyến mại cho mình hai tấm của Toyo luôn mọi người ạ. Todo chứ. Yeah. Cái này lãi à? Nếu mà để nói về cái phần quà của bản 19 lần này ấy, thì mình nghĩ là so với bên Nhật thì nó không đáng là bao nhiêu mọi người ạ. Nhưng mà nếu mà với chiêu truyền thống của Kim Đồng ấy, thì mình nghĩ là thế này là đủ thôi. Với giá 88.000 mọi người được nhận thêm một set bao cạc như này và một cái bìa PVC như kia. Đó, của thầy Gojo thì mình nghĩ là Kim đã đủ trong việc là làm quà của tập 19. Mình thì mình thích quà như kiểu Nhật hơn. Ok, và vừa rồi thì là tổng quan tập 19 của Jujutsu Kaisen lần này ở bản Việt Nam. Mình thì mình thấy có hơi tiếc tại vì bản tiếng Nhật quà nó cực kỳ xịn lắm mọi người. Nhưng mà Kim chỉ mua được cái này thôi.
mong là tập 20 hay là gì đó nó sẽ quà nó sẽ cháy hơn lần này, thay vì chỉ có mỗi cái tấm này thôi mọi người ạ. Và một cái hộp cực kỳ to đó, đấy, một hộp cực kỳ to và chỉ có mỗi cái này thôi, mình nghĩ là lên lên làm cho nó đặc sắc hơn. Còn cái bìa này thì mình thấy mình nghĩ là không có gì để chê, màu xanh khá là hay. Ông thầy đang cực kỳ hot trong những ngày tháng vừa qua của bộ truyện, khi mà bị chia làm thành 1/2, mình nghĩ là cái bìa này nó tách làm 1/2 được ấy, nó tách thành hai nửa luôn đó mọi người, thì mình nghĩ nó sẽ hợp lý hơn là để một cái bìa như thế này. Còn bìa gốc thì mình thấy không có gì thay đổi đó, bìa gốc không có gì thay đổi nữa, chỉ có một cái giá 88.000 là nó thay đổi thôi, thay đổi qua từng phiên bản. Còn chất liệu truyện đi thì mình nghĩ là từ bản thường limited hay là đến bản special edition này thì không có gì quá là thay đổi nhiều, từ chất liệu giấy cho đến cách in ấn như này. Còn thứ nhất là lỗi dịch thuật hay là lỗi in ấn thì mình không biết, nhưng mà chất liệu thì hình như nhau, chắc là mình không cần phải review bên trong như thế nào đó mọi người nhỉ, tại vì ai chắc là mọi người cũng đã sở hữu cho mình một cuốn chú thuật 19 rồi. Còn nội dung bên trong thì mọi người hãy mua về và trải nghiệm nhé. Ok, và đây là cuốn oxy, chắc là bây giờ mình sẽ lại một công đoạn tiếp theo là unbox đi mọi người ạ. Này, quay góc xa luôn cho mọi người nhìn, unbox nó hơi mất thời gian. Mình quen xài mồm rồi mọi người ạ, review một cách chân thực nhất, bình thường mình như nào thì mình cũng như vậy. Còn mọi người nhìn thấy mình dùng dao là mọi người là mình không phải là mình đâu mọi người ạ, còn dùng mồm thôi ạ. Đây, chúng ta sẽ có một tấm CTC mọi người ạ, hầu như là bản đặc biệt nào cũng có CTC hết. Và đây, chúng ta được thêm một tấm tấm này gọi là tấm gì nhỉ, tự nhiên mình quên mất tên của cái tấm này rồi mọi người ạ. Nói chung là in bìa thôi, gọi là in cái mặt bìa này vào đây thôi. Và đây là cái ngã qua thiên thần mọi người ạ. Bìa thì vẫn như vậy, tập 1, tập 2 mọi người ạ, vẫn có một chữ ký ở đây. Và bìa gọi là bảy sắc cầu vồng, ta sẽ là bìa hai mặt mọi người ạ. Tất cả những cuốn bản đặc biệt của OC đều là bìa hai mặt. Nhưng mà bìa hai mặt lần này ấy, có một cái đặc biệt hơn, đó chính là cái phần bên trong mọi người ạ. Mình hình như là được cán nhung, mình sợ cảm giác nó khác hẳn so với bìa tập 1, tập 2. Có vẻ như cái bìa này được cán nhung rồi mọi người ạ. Và đây là bìa bên trong, bìa bên trong của cuốn truyện. Đó, chúng ta vẫn là cái bìa bên ngoài này thôi mọi người ạ, nhưng mà được chuyển thành màu xanh. Đó, được chuyển thành màu xanh. Trang màu ạ, trang màu ốp. Mình thấy mọi người bảo có nhiều trang màu cũng mà nhỉ. Và pet màu chúng ta chỉ có mỗi pet đầu tiên thôi mọi người ạ. Pet đầu tiên là cái pet mở đầu và pet content truyện này. Pet chương thì cuốn này mình nghĩ là nó giống như bản thường thôi, và mọi người chỉ được gọi là bìa hai mặt và mọi người được tặng thêm thế này đó, với cả cái tấm này nữa chứ. Đó, đây là ba phần quà khi mà mọi người mua cuốn truyện này, chứ còn mình thấy nó không khác gì so với tập 2 cho lắm, cho nên là chắc là như vậy thôi mọi người nhỉ. Thì ở cái video review lần này ấy, thì mình có review cho mọi người hai cuốn này. Thì không biết là mọi người cảm giác như là hai cuốn này có đáng giá hay không, và mong chờ gì vào những cái tập tiếp theo không. Mình thì mình mong chờ vào Kim, thay vì đừng là podcast nữa, hãy một cái món quà thì nó đặc sắc hơn như là của IPM, của cái món cuốn Mon 8 mình đã review cho mọi người ấy. Mình thích một cái món quà là như vậy. Còn podcast thì mình nhiều lắm rồi mọi người ạ, hoặc là bìa hai mặt như này cũng được. Còn bìa PVC mình nghĩ là đây, mọi người có thấy đây là một cái điểm yếu của bìa PVC đó mọi người, chính là bìa nhựa đó mọi người. Nó hay bị cong lên này vì là nhựa một phần, và cái thứ hai đó là nó khá là dễ bị trơn tuột mọi người, vì bìa nhựa nó không có cái sự gọi là ma sát nhiều nhá. Mọi người chỉ để nhẹ tay cái là cuốn nó bị tuột luôn mọi người. Nhiều khi mọi người mở ra đọc ấy, bị kẹp một cái hai bìa mà cái bìa và là cái bìa nhựa này nó không được fit vào hẳn cái cuốn truyện, nhiều khi nó cũng hơi giảm một tí. Rồi, vậy thì video này đến đây là kết thúc rồi. Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho mình xin một like và một sub.
quên là 500 sub thì kênh chúng ta sẽ được mở tính năng hội viên, và lúc đó mọi người có thể sử dụng những cái emoji độc quyền trên livestream của mình. Và video đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người vào lần sau nha. Bye bye.